Theo đánh giá từ siêu máy tính của The Star, New Zealand, cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng chỉ là 6%. Chính vì vậy, thật viển vông nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, bởi vì chúng ta phải đối diện với những đối thủ rất mạnh như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trận thua 0-9 trong trận giao hữu với Tây Ban Nha cách đây ít ngày giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam biết mình ở đâu. Nhưng không phải vì thế, toàn đội tham dự kỳ World Cup lịch sử chỉ để cho vui. Ai cũng có khát khao của riêng mình trong lần bước ra biển lớn. Đối với những đội bóng mạnh như Mỹ, Đức, Thụy Điển, Anh, họ mơ về những con cá to, đó là chức vô địch World Cup. Đối với những đội bóng yếu như Việt Nam, việc ghi bàn thắng đầu tiên, giành điểm số đầu tiên và thậm chí chiến thắng đầu tiên cũng được xem là thành công. Và còn một điều lớn lao khác với các tuyển thủ Việt Nam, đó là cơ hội xuất ngoại. World Cup 2023 có thể là tấm vé thông hành cho bất kỳ cầu thủ nữ Việt Nam để bước ra ánh sáng và hướng tới những giải đấu ở châu Âu, giống như cách Huỳnh Như đã làm vào năm ngoái. Không thể cho rằng các cầu thủ nữ Việt Nam không đủ khả năng xuất ngoại. Bằng chứng, Huỳnh Như đã khẳng định mình trong màu áo lang FC ở giải vô địch nữ Bồ Đào Nha mùa giải vừa qua. Sau 13 trận ra sân, tiền đạo số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi 7 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn. Tấm gương của Huỳnh Như sẽ là động lực để các đồng đội phấn đấu. Đương nhiên, chẳng có cơ hội nào tốt hơn để họ chào hàng tới các câu lạc bộ châu Âu tốt hơn việc tỏa sáng ở World Cup 2023. Đây là giải đấu ở cấp độ thế giới, có quy mô tương đương như giải World Cup Nam, 32 đội tham dự và có hàng triệu người theo dõi. Chẳng nói đâu xa, sau khi Thanh Nhã thực hiện cú bứt tốc ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Đức trong trận giao hữu, tên tuổi của cô gái trẻ này đã xuất hiện trên nhiều mặt báo khắp thế giới. Đó là nơi lăng xê tốt nhất cho tài năng của Thanh Nhã. Chắc chắc, lực lượng tuyển trạch viên của nhiều câu lạc bộ trên khắp thế giới đã có mặt ở New Zealand và Australia để xem dò các nhân tố mới. Dù chúng ta gặp nhiều đối thủ mạnh như Hà Lan, Mỹ nhưng lợi thế ở chỗ, đó đều là những trận đấu thu hút được nhiều sự theo dõi nhất. Nói theo phong cách của các tuyển trạch viên, mỗi dịp World Cup là nơi họ có thể thu hoạch được những thành quả tốt nhất. Một vài ngôi sao Việt Nam có thể theo bước Huỳnh Như nếu tỏa sáng ở World Cup 2023. Có thể kể đến như tiền đạo Thanh Nhã, gương mặt được nhắc tới nhiều không kém Huỳnh Như, tiền vệ thu hồi bóng Dương Thị Vân hay tiền đạo Hải Yến. Huỳnh Như từng tâm sự, tôi không biết chuyến xuất ngoại này có thể thành công hay không nhưng tôi muốn mở đường cho bóng đá nữ Việt Nam. Một nền bóng đá chỉ phát triển nếu các cầu thủ tới thi đấu ở những giải đấu cấp độ cao. Do đó, World Cup 2023 có thể được xem là bệ phóng đầu tiên cho các tuyển thủ nữ Việt Nam. Vấn đề ở chỗ, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải thể hiện mình ở sân chơi lớn và tránh mắc bẫy tâm lý. World Cup 2023 chỉ là giải đấu ngắn ngày. Những câu chuyện về tương lai sau giải đấu mới là điều quan trọng. Điều đó cũng mang tới động lực để các chiến binh Việt Nam cháy hết mình ở giải đấu sắp tới.